Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 40, tiểu nha đầu này vô cùng xấu xa. Ta không dám nữa, ta không dám nữa, cứu ta với, phụ thân ơi, nương ơi, cứu con với. Tiếng kêu gào thảm thiết của Hưng Ca vang vọng khắp vườn, làm Diệu Ca sợ đến nỗi run lên bần bật đáng sợ quá đáng sợ quá đi con bé quỷ quái này càng ngày càng đáng sợ những người gần đấy nghe thấy tiếng kêu đều chạy đến xem đập vào mắt bọn họ là tam cô nương bé nhất trong phủ trên tay con bé cầm một cây roi mềm chạy nhanh như gió đuổi theo đại công tử lớn tuổi nhất trong phủ rõ ràng chỉ là một đứa bé nhỏ xíu như hạt đậu vậy mà có thể đuổi đánh một thằng bé lớn tuổi hơn nàng đến nỗi kêu cha gọi mẹ muốn tránh cũng không kịp tránh Hưng ca đột nhiên vấp ngã, huyệt một cái cả người ngã nhào trên mặt đất. Hứa quân giao nhân cơ hội này đuổi tới, sau khi vung hai roi lên người hắn, nàng ngồi chém chệ lên lưng hắn, dựa tiếng kêu gào thảm thiết của hưng ca vung nắm đấm đánh xuống tới tấp. Mọi người không dám tiếp tục ăn dưa nữa, có người vội vàng tiến lên nửa rỗ dành nửa cưỡng ép mà ôm tiểu nha đầu tách ra, có người nâng hưng ca toàn thân nhét nhắc đang khóc lớn đứng dậy có người vội vàng chạy đi báo tin cho Lý Thị, có người định đi tìm Nguyễn Thị, nhưng không ngờ lúc này Nguyễn Thị cũng đang trên đường đến đây sau khi nghe Bích Văn kể lại đầu đuôi câu chuyện. Từ xa Nguyễn Thị đã nhìn thấy nữ nhi của mình đang đè lên người hưng ca đánh đấm túi bụi, đột nhiên nàng cảm thấy vừa đau đầu vừa tức giận. Tiểu nha đầu bị bế đến trước mặt mẫu thân, nụ hoa vốn được buộc chỉnh tề trên tóc này đã loạn cả lên, khóe miệng dính vài sợi tóc quần áo trên người thì rúm gió hết cả lên, thậm chí có vài chỗ còn dính cả đất. Nguyễn Thị thấy đầu mình càng đau hơn sau khi nhìn thấy nữ nhi vẫn hầm hừ tức giận, không hề có dáng vẻ biết sai. Sao con lại đánh người? Ai bảo hắn làm hỏng đồ của con, nếu lần tới hắn lại làm hỏng thì con sẽ đánh hắn tiếp. Nàng dơ nắm đấm nhỏ về phía hưng ca lúc này đang nhào vào lòng Lý Thị khóc thốt thít, sau đó nàng lại hư mạnh một tiếng. Hưng ừ, Ca nghe thấy nàng nói vậy thì càng khóc to hơn. Lý Thị đang đau lòng vì Nhi Tử bị đánh, lúc này lại nghe thấy Tiểu Nha đầu không mảy may hối hận nói ra những lời này làm nàng ta càng thêm tức giận. Cha mẹ ngươi dạy ngươi như thế hả? Không biết tôn trọng bề trên, ngay cả huynh trưởng của mình cũng không tha. Mới có tí tuổi đầu đã độc ác như vậy thì sau này lớn lên còn thành gì người nữa? Ai bảo hắn ta làm hỏng đồ của ta? Đáng đời hắn! Hứa quân dao vẫn cứng cổ lớn tiếng nói. Dám làm hỏng đồ của thiếu niên ánh trăng tặng bản cung, bản cung chỉ đánh ngươi một trận mà không dồn ngươi vào chỗ chết đã là cực kỳ khai ân rồi. Nàng có hàng trăm cách để dồn hắn vào chỗ chết mà sau đó nàng vẫn có thể an toàn thoát thân, nàng không dùng những thủ đoạn ngoan độc không chút sơ hở để trả thù thằng danh khốn nạn này đã là niệm tình hắn họ đường lắm rồi. Tiếc là không có ai biết rằng nàng đang hạ thủ lưu tình, đặc biệt là Lý Thị. Lý Thị vừa nói vừa tức đến nỗi cả người run lên, nếu không phải lo sợ công chúa Điện Hạ sau lưng con bé, thì lúc này nàng đã xông đến xé xác tiểu nha đầu này ra rồi. Sắc mặt của Nguyễn Thị cực kỳ khó coi, nàng nhìn gương mặt quật cường của nữ nhi, cố gắng nhẫn nại hỏi. Hưng ca làm hỏng đồ gì của con? Hắn làm vỡ búp bê gốm mà đình ca tặng cho con, cả con hồ vải của ca ca cũng bị hắn dấm bẩn. Mới tí tuổi đầu mà đã độc ác như vậy, ngay cả đồ của người nhà mà cũng làm hỏng thì sau này lớn lên còn thành gì người. Lông mày của Tiểu Nha đầu dựng thẳng, không chút khách khí trả lại câu nàng ta vừa nói. Đúng lúc Đường Tùng Niên vừa về nhà đi qua nơi này, hắn điềm nhiên như không tiến lên xoa đỉnh đầu nữ nhi, thong thả nói. Nói có lý. Tam đệ, đệ nói vậy là có ý gì? Lý thị không ngờ hắn ta sẽ nói như vậy, lớn tiếng quát. Làm sai thì phải chịu phạt, Hưng ca không hề quan tâm đến tình cảm huynh đệ, còn vô duyên vô cớ phá hoại đồ của người khác, hành vi đáng giận như vậy tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay thằng bé bị một trận đòn của khổ chủ, xem như là đã trả giá cho sai lầm của mình. Người làm cha làm mẹ nên để con biết mình sai ở đâu, chứ không phải bảo vệ con một cách mù quáng. Lần này cháu bị muội muội đánh một trận là báo ứng khi làm chuyện xấu của cháu, cháu có phục không? hắn chậm rãi hỏi Hưng ca với vẻ mặt bình thản. Sau khi đường tùng niên xuất hiện tiếng khóc của Hưng ca bất giác bé đi, đột nhiên bị đường tùng niên hỏi, Hưng ca ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của chú làm thằng bé sợ đến nỗi không dám khóc nữa, run lẩy bẩy lý nhí nói. Phục, phục à. Cố ý phá hoại đồ của đệ đệ và muội muội, đây là tội lớn, cháu có nhận không? Đường Tùng Niên lạnh mặt hỏi. Nhận nhận, là lỗi của Chúa, cháu sai rồi. Hưng ca khóc nấc lên, đôi mắt tràn đầy nước mắt nhưng cũng không dám chảy xuống. Lý thị giận quá hóa cười. Tam đệ làm quan có khác, đến cả cháu trai nhà mình mà cũng bày ra uy nghiêm của người làm quan. Cũng trách lão gia nhà chúng ta không bằng tam đệ, đường đường là huynh trưởng còn phải khúm núm trước đệ đệ ruột thịt nhà mình, ngay cả nhi tử của hắn bị cháu gái đánh mà cũng không dám nói nửa câu khóc cái gì mà khóc? Cái đồ vô dụng, không nghe người ta nói à, bị đánh cũng là đáng đời ngươi, là ngươi đáng phải chịu. Nàng ta vừa lớn tiếng trách mắng châu ca đang khóc thốt thít, vừa chừng mắt nhìn hứa quân dao một cách độc ác, sau đó lôi nhi tự rời đi. Diệu ca nhìn đường tùng niên đầy kinh nể rồi liếc hứa quân dao một cái thật nhanh, sau đó mới đuổi theo mẫu thân và huynh trường. Sau khi thấy mẹ con Lý Thị đã đi xa, Đường Tùng Niên mới thở dài lắc đầu. Vào thời khắc lão già thối xuất hiện, hứa quân giao còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ trách mắng mình trước, sau đó sẽ nói mấy câu an ủi hưng ca vừa bị đánh, để bảo vệ sự bình yên giữa hai nhà. Đây là điều mà nàng nghĩ đến nhiều nhất. Nhưng một loạt hành động sau đó của đường Tùng Niên làm nàng hết sức kinh hãi, đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng nhìn chằm chằm vào lão già thối, vẻ mặt sừng sốt không thôi phu quân, làm như vậy có ổn không? Nguyễn Thị nhíu mày nhìn Lý Thị tức giận rời đi, lo lắng đến nỗi đầu mày cau chặt lại. Bỗng nhiên hứa quân giao cảm thấy trong lòng sảng khoái vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn cong lên làm lộ ra hai cái lúm đồng tiền, điều này cho thấy tâm trạng nàng quả thực rất tốt. Đường Tùng Niên nhìn nữ nhi rồi bật cười thành tiếng, cười xong hắn mới trầm mặt xuống, thấp giọng quát. Đường quân giao, con biết sai chưa? hứa quân giao thu lại nụ cười, chừng mắt cảnh giác nhìn hắn. Lão già thối muốn dạy bảo bản cung. Nàng trơ mặt ra, trợn mắt nhìn hắn đầy không phục, sau đó lại nghe thấy đối phương dạy bảo. Con là cô nương cao quý nhất trên đời, lẽ ra con nên đoan trang dịu dàng như mẫu thân của con. Sao con lại cái thói thô bạo, lỗ máng như thế hả? Con phải biết vung tay đánh người để báo thù là hành động của kẻ kém cỏi. Cho dù con có tức giận đến đâu cũng không được để thanh danh của bản thân hy sinh vô ích, đây là sự báo thù mất nhiều hơn được con biết không? Ơ, ờ, hứa quân giao trợn mắt to hơn, nàng không dám tin những gì mình vừa nghe được. Ý của lão giả thối là cách nàng báo thù không đúng sao? Đường Tùng Niên thấy gương mặt nhỏ nhắn đầy sừng sốt của nữ nhi thì chậm rãi nói tiếp. Trước đó hắn cố ý làm hỏng đồ của con, con vốn dĩ là người chiếm lý nhưng con lại ở trước mặt mọi người vung roi đòi lại công đạo. Cách này mặc dù có thể hà giận nhưng vô hình chung con đã nhường cái phần, lý, này cho đối phương, nên thím cả mới dám mở miệng của mắng con như thế. Rõ ràng là người chiếm lý, nhưng chỉ vì thủ đoạn báo thù quá mức thô bạo lỗ mắng, khiến cho có lý cũng biến thành không có lý, quả thực không nên như vậy. Ánh mắt hứa quân dao sáng lên, bây giờ mới thấy lão già thối thuận mắt hơn, khuôn mặt ngập tràn chờ mong hỏi vậy lần sau con có thể im lặng giết chết hắn không? Nếu như có thể làm vây, bản cung cũng chẳng cần vất vả luyện vung roi nữa. Dù sao để tung hoành trong cung bản cung chỉ dựa vào não chứ không phải dựa vào sức lực. Đường Tùng Niên Nguyễn Thị Đường Tùng Niên che miệng ho một tiếng, dưới ánh mắt tràn đầy trách cứ của phu nhân nhẹ nhàng véo má nữ nhi. Giết chết thì hơi quá, cho hắn một bài học để lần sau hắn không dám trêu chọc con nữa là được. Nhưng nếu hắn vẫn không sợ, cứ tiếp tục đối nghịch với con thì sao ạ? À? Hứa quân giao gặng hỏi. Nếu hắn biết sai mà không thay đổi tự có trưởng bối ra mặt, tiểu nha đầu không cần phải bận lòng. Đường tùng niên vỗ má con bé. Hứa quân giao hư nhẹ một tiếng. Xét đến cùng cũng chỉ vì Hưng ca là người nhà nên dù làm thế nào vẫn phải dơ cao đánh khẽ dù lão giả thối có độc ác đến đâu cũng không thể xuống tay với người nhà. Nàng vẫn kiên trì gặng hỏi. Nếu đánh hắn là cách làm kém cỏi nhất, thì con phải làm thế nào mới được coi là cao minh ạ? À? Đường tùng niên nắm bím tóc mềm mại của tiểu nha đầu, chậm rãi giảng dài. Cách làm cao minh nhất chính là mượn dao. Mượn tay người lớn đòi lại công đạo cho mình. Si, hứa quân dao khịt mũi khinh bỉ lão giả thối nói nhiều như vậy hóa ra câu này mới là trọng điểm sao hắn thật sự coi bản cung là con nít vô tri gặp phải uất ức tuổi thân thì chạy đi thì cha mẹ khóc lóc kể lể sao giả dạ, giả dạ. nàng đáp lại hai tiếng lấy lệ đường tùng niên nhéo cái má mũm mĩm của nữ nhi hỏi bây giờ con đã biết mình sai khi dùng cách đánh người ngốc nghếch chưa hứa quân giao muốn ngọ nguậy nhưng không cách nào cử động được cất giọng nói ôm ôm trả lời. Con biết sai rồi à, biết sai rồi à. Thật ra vẫn nên âm thầm giết chết thì hơn, dù sao cũng chẳng phải người nhà chân chính, hắn đã có gan ức hiếp bản cung thì phải trả cái giá thật đắt. Đường Tùng niên phẩy y bào. Nếu con đã biết mình làm sai thì cũng phải chịu phạt. Giờ con đi ra hành lang đứng cho đến bao giờ phụ thân bảo được thì mới được quay về phòng nguyễn thị nghe xong cuối cùng cũng thầm thờ phào nhẹ nhõm dù có vì gì đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể dung túng cho sở thích cầm roi quật người của tiểu nha đầu được nàng gõ nhẹ lên trán nữ nhi cố ý bày ra khuôn mặt nghiêm túc đã nghe rõ lời phụ thân con nói chưa tuy trong lòng hứa quân giao không phục nhưng ở trước mặt nguyễn thị nàng vẫn phải nhịn xuống con nghe rõ rồi ạ à. Phạt đứng thì phạt đứng, có cái gì ghê gớm chứ? Hứa quân giao bị Nguyễn Thị dắt về phòng, dưới cái nhìn chăm chú của phu thê đường tùng niên và mọi người xung quanh nàng lê chậm chậm bước chân đi tới hành lang, hai tay chắp sau lưng làm bộ như đang tập trung thưởng thức bầu trời. Đường tùng niên nhìn sắc trời đã tối dần, lại nhìn bộ dạng giả vờ giả vịt của tiểu nha đầu làm hắn cảm thấy buồn cười, vội vàng nhịn xuống, chắp tay sau lưng thong thả bước vào phòng. Nguyễn Thị đi phía sau hắn, nàng bước đến bên cạnh Nữ Nhi, trong lòng vẫn còn tức giận nên đánh hai cái vào mông con bé. "Ai da, làm gì vậy?" Hứa Quân Dao ôm mông nhảy cẫng lên theo bản năng, nàng tức giận trợn mắt nhìn kẻ gan to bằng trời hành động liều lĩnh kia. Nhưng khi nhận ra kẻ đó chính là bao phu nhân, dáng vẻ kiêu căng của nàng hoàn toàn bị dập tắt, dù không cam lòng nhưng chỉ cũng chỉ dám lầu bầu vài câu sau đó thành thực đứng yên tại chỗ dưới ánh mắt trách cứ của nguyễn thị khi châu ca từ học đường trở về thấy muội muội đang ở hành lang ngửa đâu lên nhìn chăm chú vào thứ gì đó thằng bé cảm thấy kỳ lạ bèn tiến lên hỏi bao nhà muộn đang xem gì vậy nhìn trời đó. huynh xem lúc nãy trời vẫn còn màu xám giờ đang biến thành màu đen rồi nói không chứng lát nữa sẽ biến thành màu tím đúng lúc hứa quân giao đang cảm thấy buồn chán thì có người chủ động đến bắt chuyện với mình nàng cũng thuận miệng bịa chuyện để nói đúng là đồ ngốc trời đã đen rồi làm sao biến thành màu tím được nữa châu ca xem thường muội muội sao lại không thể chứ không phải có câu gọi là đến đến phát tim sao khi đen đến một mức độ nhất định thì sẽ biến thành màu tím huynh không nhìn thấy bầu trời màu tím là vì nó chưa đủ đen hứa quân giao gật gù đắc ý nói mặc dù châu ca biết muội muội đang nói hưu nói vườn nhưng tạm thời thằng bé không thể tìm được câu nào thích hợp để phản bác bích văn đang bưng chậu từ trong phòng bước ra nghe thấy lời của tiểu nha đầu không nhịn được bật cười ra tiếng nhìn cái bộ dạng trịnh trọng khi nói hưu nói vườn của con bé hứa quân dao vẫn say sưa nói đông nói tây với châu ca con bé nói câu nào cũng làm siêu vẹo ý nghĩa ban đầu của câu ấy khiến cho châu ca giải thích đến nỗi đầu óc choáng váng thằng bé nghe muội muội nói trong một thời gian dài thậm chí có lúc còn sinh ra một loại suy nghĩ con bé nói có vẻ cũng hợp lý nhưng rất nhanh sau đó châu ca đã kịp thời tỉnh táo lại hư nhẹ một tiếng có quỷ mới tin muội tiểu nha đầu xấu xa hết phần người khác này ở trong phòng sau khi nghe những lời tiểu nha đầu nói Đường Tùng Niên và Nguyễn Thị hai mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy ý cười bất lực trong mắt đối phương. Bảo Nha vào đây đi. Hắn háng giọng, cất tiếng nói. Hứa quân dao cười tít mắt, nàng còn đang định tiếp tục đùa giỡn tiểu đường đại nhân. Người vốn có tính tình chững chạc nghiêm túc một chút, nào ngờ đã nghe thấy tiếng gọi của đường Tùng Niên từ trong phòng truyền ra. Châu ca cũng nghe thấy, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hơ, bảo sao muội lại ngoan ngoán đứng đây ngắm nhìn bầu trời hóa ra là bị phụ thân phạt đứng. Hứa quân dao phớt lờ thằng bé, đang muốn nhấc chân vào phòng thì chợt phát hiện ra hai chân mềm mũi vô lực. Đứng lâu quá nên chân nhũn ra rồi phải không? Ai bảo muội nói năng bậy bạ cho lắm vào. Châu ca nhìn có chút hả hê, ngay sau đó, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng, nói tiếp, lên đây, ta cõng muội vào phòng. Bích Văn vốn định bế tiểu nha đầu vào phòng thấy thế nhanh chóng đứng lui sang một bên. Hứa quân dao cũng chẳng thèm khách sáo với thằng bé, nàng phủ người lên tấm lưng gầy còm của tiểu đường địa nhân, cười khanh khách mặc cho thằng bé cật lực cõng mình vào phòng. Nàng chết mất, bảo nha ngốc nghếch nên giảm bớt mỡ trên người đi thôi. Sau khi đặt muội muội ngồi lên ghét xong, châu ca vội xoa xoa bả vai, ghét bỏ nói. Hứa Quân Dao hết xoa má, rồi xoa cái bụng nhỏ của mình, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên buồn rầu. Sau khi Châu Ca nghe nói muội muội bị phạt đứng, mới biết Hưng Ca làm bẩn món quà mà Đình Ca tặng cho mình, thằng bé kêu oai oái đòi đi tìm Hưng Ca tính sổ, nhưng lại bị Đường Tùng Niên khiển trách một trận, dù đã không làm loạn nữa nhưng thằng bé gương mặt thằng bé vẫn tràn đầy tức giận. Hứa Quân Dao vừa đau lòng vừa buồn bực nhìn búp bê may mắn trong vô vọng đánh cái tên khốn nạn kia một trận còn nhẹ quá, quả nhiên vẫn nên giết chết hắn thì hơn. Phụ thân mua một cái giống y xì đúc cho con nha. Đường tùng niên thấy tiểu nha đầu mặt mày ủ rũ, xoa đầu con bé và nói. Cái mới cũng đâu phải của đình ca tặng, con không thèm đâu. Hứa quân giao không chút nghĩ ngợi từ chối luôn. Đường tùng niên bỗng cảm thấy lòng mình chua xót. Phụ thân tặng không bằng đình ca tặng sao? Cái này còn phải hỏi à? Hứa quân dao nhìn hắn đầy nghi ngờ. Mặc dù tiểu nha đầu không trả lời nhưng vẻ mặt của con bé đã bán đứng suy nghĩ của con bé. Đường tùng niên không vui thầm hư một tiếng. Nguyễn Thị buồn cười liếc nhìn hắn một cái, sau đó cẩn thận cất con búp bê may mắn vào trong chiếc hộp gấm có lót một lớp đệm dày, nói, mặc dù đổ vỡ rồi nhưng tâm ý của đỉnh ca vẫn còn đây, vẹn nguyên như lúc ban đầu để nương giúp bảo nha cất nó vào hộp sau đó bảo nha cất đi nhé được không hứa quân giao gật đầu được ạ à? cũng chỉ có thể làm vậy thôi cho dù không còn nguyên vẹn nhưng dù sao cũng là món quà mà thiếu niên ánh chặng nàng dù thế nào nàng cũng phải giữ gìn nó thật tốt trong viện của đại phòng lý thị vừa đau lòng vừa tức giận khi nhìn thấy vết thương do bị roi quật trên người nhi tử nàng ta ra sức ném hết đống thuốc mà Nguyễn Thị cho người mang sang, nhưng không may ném chúng đường Bách Niên đang bước vào phòng. Đang yên đang lành ngươi phát điên cái gì vậy? Đường Bách Niên tức giận nói. Chàng xem xem, người ta đến tận cửa nhà bắt nạt chúng ta rồi kìa. Đầu năm nay kẻ làm chú thì ước hiếp cháu trai của mình, kẻ làm muội muội thì dùng roi đánh huynh trưởng. trên đời còn có công lý hay không vậy trời? Khuôn mặt của Lý Thị trở nên vặn vẹo, nàng ta hét vào mặt đường bách Niên. Lại làm sao rồi lại làm sao rồi? Cả ngày chỉ biết làm loạn. Sao hưng ca lại bị thương khắp người thế kia? Đường bách niên nhiều mày nhìn vết roi trên người. Còn có thể bị sao nữa, con chàng bị con nha đầu tam phòng đánh chứ sao? Lý thị căm hận trả lời, sau đó thêm mắm thêm muối kể lại câu chuyện cho hắn nghe. Đương nhiên, nàng ta chỉ kể qua loa kể chuyện nhi tử của mình làm hỏng đồ của hai huynh muội châu ca. Đường bách niên tức giận, quả thực là ức hiếp người quá đáng. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng lao ra cửa đi tìm đường tùng niên nói lý lẽ. Nhưng vừa bước ra cổng đã bị một trận gió thổi tạt vào mặt, cũng tạt hắn tỉnh táo lại luôn. Hắn thầm nghĩ, từ khi đường tùng niên vào lại bổ, Đường quân giao trở thành thư đồng của công chúa hắn cũng dính lây vinh quang của bọn họ mà phất lên như diều gặp gió. Gần đây hắn còn kết giao được với không ít công tử quyền quý. Nếu bây giờ hắn đi tìm đường tùng niên tính sổ, lỡ tin tức huynh đệ bọn họ bất hòa truyền ra ngoài thì. Đường bách niên chớp mắt một cái, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn chắp tay ra sau lưng đùng đinh thong rong bước về sân viện của tiểu thiếp. Cũng chỉ là mấy đứa trẻ đánh nhau mà thôi, không tính là chuyện lớn. Thị nữ quay về bẩm báo nói rằng trên đại lão gia không đến tam phòng mà đi đến nửa đường thì chuyển hướng đến phòng của di nương. Lý thị nghe xong tức đến nỗi liên tiếp đập vỡ mấy bình hoa. Đường quân du đứng bên cạnh mím chặt cánh môi, gương mặt nhỏ nhắn căng thẳng, một bên nhìn đại ca khóc lóc làm loạn, một bên nhìn nhị ca co do ngồi trên ghế, nàng xe nít nghĩ càng hận thấu xương em họ, kẻ đã biến nhà mình gà chó không yên đại phòng ầm ĩ thế nào đường quân giao hoàn toàn không bận tâm nàng cất thật kỹ chiếc hộp gấm đựng búp bê may mắn sau đó ngồi trên giường xoa cầm, nghe ngôn vũ đứng đối diện nói đình ca và người nhà sáng sớm đã thuê xe ngựa rời kinh thành rồi nghe nói là về quên ngôn vũ sờ chỗ này chạm chỗ kia thuận miệng trả lời đi rồi ước hứa quân giao chán trường chẳng trách hắn mang đồ đến tặng bản cung hóa ra là quà chia tay. Chỉ tiếc là hôm nay nàng lại vào cung nên đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng được gặp hắn. Lần này bỏ lỡ không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Nàng đang rất phiền muội. Còn ngôn vũ thì mừng thầm, cuối cùng đình ca cũng đi rồi. Trong lòng nàng vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra tiếc hận, giả vờ an ủi, ngươi yên tâm, sau này sẽ có ngày gặp lại thôi. Hứa quân giao lườm nàng ta một cái. Diễn đi, diễn tiếp cho bản cung. Khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tay rồi. Suy nghĩ chân thật trong lòng bị chọc thùng, ngôn vũ có chút chột giả khịt khịt mũi, lanh lợi truyền đề tài. Giao giao ngày mai ngươi có vào cung không? Vào thì làm sai, không vào thì làm sao? Vào đi vào đi, mấy ngày nữa mẫu đơn trong vườn bẩn phương sẽ nở rộ, đẹp cực luôn ý chúng ta có thể cùng ngũ công chúa cùng nhau đi xem. Ngôn vũ vui mừng dạo dực nói với nàng ý định của mình. Hứa quân giao ngáp một cái, ừ ừ ừ, ừ vài câu có lệ. Lúc đang kéo chăn lên đắp thì đột nhiên giật bắn người lên, vội nắm lấy ngôn vũ đang định quay về khóa trường mình. Sao ngươi biết hoa mẫu đơn trong vườn ẩn phương sắp nở hoa? Bây giờ không phải mùa mẫu đơn nở hoa sao? Chẳng lẽ ta nhớ nhầm hả? Ngôn Vũ hoang mang nói. Không, người không nhớ sai, bây giờ quả thực là mùa mẫu đơn nở hoa, chẳng qua là vườn quẩn phương trong cung bây giờ không có hoa mẫu đơn. Vườn quẩn phương không có mẫu đơn là bởi vì Hàn Chiêu nghi sủng phi của Thái Tổ Hoàng đế năm đó bị dị ứng với mẫu đơn, nên Thái Tổ Hoàng đế sai người san bằng toàn bộ cây hoa mẫu đơn. Mãi cho đến khi Triệu Nguyên Hữu lên ngôi, Hoàng hậu Lương Dục Yên là người yêu thích mẫu đơn, bấy giờ mới sai người trồng mẫu đơn trong vườn quần phương. Cho nên từ năm đó trở đi khi vào mùa mẫu đơn nở rộ thì vườn quần phương trở thành nơi đẹp nhất trong cung. Không á. Thế sao ta lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Ngôn vũ ngỡ ngàng. Hứa quân dao đam chiêu nhìn nàng ta hồi lâu, sau đó chậm rãi buông tay. Không còn sớm nữa nên đi nghỉ thôi. Mai còn phải vào cung. Nhưng mà hứa quân dao không thể ngờ tới, ngày hôm sau nàng không thể dậy nổi, đầu óc mê man. Nguyễn Thị sờ chán nàng, vừa sờ đã bị độ nóng trên chán của hứa quân giao dọa sợ, cuống lên sai người đi mời đại phu. Trong cung, ngũ công chúa đã dậy từ sớm, vui sướng mặc một bộ quần áo mà nàng ta thích nhất, sau đó cùng ngũ hoàng huynh cùng hoàng hậu ăn bữa sáng, sau khi ăn xong thì vội vàng chạy đến văn hoa quán. Cái đứa này, chạy nhanh thế làm gì không biết trước kia có thấy con bé hăng hái đi học như vậy đâu hoàng hậu cười nói tính an nói phải đi sớm để có thể mau chóng gặp mặt tiểu đường đường à dự vương chậm rãi nói ngũ công chúa là người đầu tiên đến văn hoa quán khi bốn vị công chúa và thư đồng của các nàng đều đã đến nhưng nàng vẫn không thấy bóng dáng của hứa quân giao đâu ta thấy nha đầu họ đường kia chắn chắn hôm qua đã bị ngươi dọa sợ rồi nên hôm nay nàng ta mới không chịu đến đây tứ công chúa giọng nói mang theo chút hả hê nàng đã nói rồi mà tiểu nha đầu kia nhất định sẽ chịu không nổi cái đồ tĩnh an đần độn này đâu nói không chừng bây giờ đường đại nhân đang khuyên con bé đợi một lúc nữa sẽ đến thôi tam công chúa cũng không thật lòng an ủi muội muội ruột dù sao đường muội muội vẫn còn nhỏ tuổi làm sao con bé có thể đảm đương nổi trọng trách quan trọng này được lúc đầu đáng ra không nên đến mới phải. Gia Bình huyện chủ vẫn ghi hận trong lòng, nếu không phải tiểu nha đầu họ đường chen chân vào thì nàng chắc chắn sẽ trở thành thư đồng của ngũ công chúa, chứ không phải đi theo tam công chúa chẳng có chút tiếng tăm gì này. Tuy tam công chúa và ngũ công chúa là tỉ muội cùng mẹ sinh ra nhưng địa vị trong cung so với ngũ công chúa thì khác nhau một trời một vực, tam công chúa hoàn toàn không thể sánh được với nàng ta. Vốn dĩ phụ thân nàng đã thu xếp ổn thỏa rồi, ai biết được ở đâu nhảy ra một tên họ đường làm loạn hết lên. Đây cũng chẳng bó bèn gì, quay về nói với phụ hoàng mẫu hầu một tiếng để bọn họ chọn người khác cho muội. Đại công chúa không ý với bọn họ. Nhị công chúa liếc ngũ công chúa một cái, nói. Hôm qua muội làm như vậy, đừng nói là tiểu nha đầu non nớt, ngay cả tiểu tử cũng bị muội dọa chạy mất dép. Ngũ công chúa nghe các vị hoàng tỷ mỗi người nói một câu, nói rằng nàng đã dọa người ta sợ chạy mất hút. Nét mặt ngũ công chúa càng ngày càng uy oải, cúi gằm đầu chẳng nói chẳng rằng. Nàng thật sự đã dọa tiểu đường đường đến nỗi con bé không chịu vào cung rồi ư. Nếu con bé thật sự không chịu đến đây nàng phải làm sao bây giờ? mươi 41, lại gặp cố nhân. Những năm gần đây hứa quân giao vẫn luôn là đứa trẻ khỏe mạnh, hôm nay bỗng nhiên đổ bệnh không chỉ làm cho vương thị và nguyễn thị lo lắng ngay cả đường tùng niên cũng lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên tựa như quay về thời điểm nữ nhi chưa đầy một tuổi cứ cách ba ngày năm bữa lại bệnh một trận hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng lúc thì dừng lại nhìn thê tử và nữ nhi sau bước bình phong lúc thì cau mày lại tiếp tục đi đi lại lại mãi cho đến khi nguyễn thị bước ra từ sau bình phong hắn hớt hải tiến lên hỏi con bé sao rồi vẫn ổn chỉ là cảm lạnh thôi tí nữa bón thuốc rồi ngủ một giấc là khỏi vẻ mặt nguyễn thị nhẹ nhõm hơn rất nhiều khuyên nhủ phu quân giờ không còn sớm nữa phu quân nên xuất phát rồi đường tùng niên nhẹ nhàng thở ra đáp lời một tiếng sau đó hoài nghi liệu có phải tối qua mình phạt con bé đứng ngoài hành lang lâu quá mới khiến tiểu nha đầu hứng phải gió lạnh dẫn tới trận bệnh này không nghĩ đến đây hắn càng ngày càng cảm thấy sự tình quả thật như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác hối hận. Cho dù hắn có muốn mải dụa tính tình của tiểu nha đầu cũng không cần nhất thời nóng lòng như vậy. Tiểu nha đầu vốn dĩ đã yếu ớt, mấy năm nay sức khỏe mới dần dần tốt lên. Nếu bởi vì sai lầm nhất thời của mình làm tổn hại đến con bé, chỉ sợ hắn có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Nguyễn Thị nhìn ra suy nghĩ của hắn, sau khi nàng ôn nhu khuyên giải vài câu sắc mặt của Đường Tùng Niên mới khá lên một chút lúc nãy ta đã phái người xin nghỉ cho Bảo Nha cứ để con bé tĩnh dưỡng vài ngày sau khi hết bệnh hắn vào cung Nguyễn Thị cũng đồng ý để nữ nhi bị bệnh vào cung nàng cũng không yên tâm hứa Quân dao buồn chán nằm trên giường toàn thân nàng vẫn mềm nhũn nhưng đầu đã không còn nặng nề như trước không ngờ bản cung cũng có ngày bị bệnh xem ra cái thân xác còn yếu ớt quá. Bản công phải luyện tập nhiều hơn mới được. Ngôn vũ ngồi khoanh chân ở cuối giường nhìn nàng đầy thương cảm. Giao giao ngươi thảm quá, ta vừa nghe nói ngươi phải uống cái thứ thuốc đen xì khó uống này thêm mấy ngày nữa. Chỉ cần nhớ đến mùi thuốc lúc nãy Nguyễn Thị bón cho hứa quân giao nàng đã không chịu nổi rồi mà giao giao còn phải uống thêm mấy ngày nữa, ngôn vũ càng thêm ngậm mùi thương cảm hứa quân giao lẩm bẩm rên gì không thèm quan tâm đến nàng ta. Sau khi tiễn phu quân ra cửa, Nguyễn Thị quay lại phòng của hứa quân giao thì nghe thấy tiếng rên rỉ của nữ nhi, nàng vội vàng tiến lên ôm con bé vào lòng, dịu dàng hỏi, con thấy chỗ nào không thoải mái à? Hứa quân giao nhân cơ hội rúc vào trong lòng nàng ổ, lúc thì chỉ chỉ nói chỗ này khó chịu, lúc thì chọc chọc chỗ kia không thoải mái khi cảm nhận được bàn tay ấm áp mềm mại của nguyễn thị đang vốt ve trên người mình hứa quân giao thoải mái đến nỗi rên lên hừ hừ ngôn vũ đứng một bên che miệng cười hì hì nhìn dao dao giống hệt chú lợn con vậy hứa quân giao trừng mắt nhìn nàng ta sau đó tiếp tục ngâm nga một cách thoải mái châu ca đến thăm muội muội nhìn thấy cảnh này thì tỏ ra vô vùng xem thường không biết ngượng hả lớn rồi còn bày đặt làm nũng như vậy cứ làm nũng đấy trước làm nũng bây giờ làm nũng sau này cũng làm nũng châu ca là con mèo tham ăn mới không làm được hứa quân giao tức giận cãi lại hắn nguyễn thị cười vẫn chọc tức được người khác xem ra cũng không khó chịu lắm phải gọi ca ca nàng dí tay vào mặt nữ nhi hứa quân giao bất mãn gọi một tiếng lấy lệ giả ca ca Châu ca phồng má trợn mắt nhìn muội muội đang tỏ ra cô cùng khó chịu, sau đó lẩm bẩm vài câu rồi ôm túi sách tới học đường. Hứa quân dao nằm bò lên chân của Nguyễn Thị, cười tít mắt nhìn theo bóng dáng đang tức giận thờ phì phì của hắn rời đi. Trong cung, ngũ công chúa đang bị mấy vị công chúa nói đến nỗi đầu sắp gục xuống ngực, mặt buồn rười rượi, nước mắt trực trào. Cái tính oang oang của muội thì ai thích cho được? Hôm qua tiểu nha đầu họ đường không bị dọa sợ ngay tại chỗ đã là giỏi lắm rồi. Tam công chúa khoái chí. Nên như vậy mới đúng, với tính cách của tĩnh An thì chẳng ai thích nổi con bé cả, phụ hoàng và mẫu hậu sẽ sớm hiểu ra thôi. Tam hoàng tỷ nói đúng lắm, muội cứ như thế này sau này chẳng ai dám chơi với muội đâu. Tứ công chúa tiếp lời. Ngũ công chúa càng thêm ủ rũ. Thật sao? tiểu đường đường thật sự sẽ không đến nữa sao? Đã lâu như thế rồi, có lẽ thật sự sẽ không đến nữa. Nô tài thỉnh an các vị công chúa, một cung nữ tiến vào thi lễ, ngũ công chúa không để ý đến nàng ta, mãi đến khi nghe được lời nàng ta nói. Hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ đến bẩm báo với ngũ công chúa, đêm qua đường cô nương bị cảm lạnh, hôm nay vẫn không thể xuống giường được phải nghỉ ngơi đến bao giờ khỏi hắn mới đến bầu bàn với ngũ công chúa được. Thật sao? Ngũ công chúa vừa mừng vừa sợ, nàng từ trên ghế bật dậy, vẻ ủ rũ lúc nãy đã bị quét sạch, sau đó lại nghĩ đến dường như có điều gì đó bất thường, nhanh chóng thu lại vẻ mặt vui mừng, vội vàng hỏi. Sao lại bị bệnh? Hôm qua ở trong cung vẫn còn khỏe mà. Nàng quính lên đứng ngồi không yên, bỏ ngoài tay tiếng gọi của đám người đại công chúa chạy ra khỏi văn hoa quán như một làn khói sau đó chạy một mạch đến phượng tảo cung quấn lấy hoàng hậu đòi xuất cung thăm tiểu đường đường hoàng hậu nhẫn nại nói với con bé tiểu đường đường bị bệnh cần phải tính dưỡng không thể bị người khác quấy dày nếu con đến đó thì cả đường phủ đều phải ra tiếp giá làm cho tiểu đường đường không thể dưỡng bệnh được ngũ công chúa chu mồm nói vậy không để bọn họ tiếp giá nữa con lén lút đi sau đó lại lén lút quay về Hoàng hậu cười xoa lên đỉnh đầu con bé, đúng là tiểu nha đầu ngốc nghếch, con là công chúa hoàng gia, bất kể con có bằng lòng hay không, bể tôi đứng trước mặt con cũng khó tránh khỏi bị ràng buộc. Không phải con cứ nói không cần đa lễ là bọn họ sẽ cho đó là thật và có thể thoải mái đứng trước mặt con đâu. Gương mặt của ngũ công chúa tràn đầy thất vọng, nhưng ngay sau đó đã lấy lại tinh thần và nói, tiểu đường đường bị bệnh nhất định sẽ rất khó chịu, con sẽ cho người mang chút đồ ăn ngon và đồ chơi cho con bé, như thế tiểu đường đường sẽ không cảm thấy chán khi phải ở lì trong phủ nữa." Hoàng hậu cười gật đầu, ý kiến này không tệ. Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã phát hiện ra đây quả thực không phải ý kiến hay. Sau khi ngũ công chúa nhận được lời tán thưởng của hoàng hậu, nàng ta vui vẻ đi vơ vét đồ ăn ngon, đồ chơi thú vị khắp nơi trong hậu cung thậm chí đông cung của thái tử cũng không thoát khỏi móng vuốt của nàng, phàm là thứ mà tiểu cô nương nghĩ là ngon và thú vị nàng đều nghĩ cách cướp nó đi. Chẳng hạn như Ngũ công chúa nghe nói trong cung của Hiền phi có một thứ gọi là ống vạn hoa, có thể nhìn thấy nhiều hình đẹp ở bên trong, Ngũ công chúa chạy đến vườn uẩn phương hái thật nhiều bông hoa tươi tắn, sau đó xếp ngay ngắn vào trong thùng gỗ rồi mang nó chạy đến cung của Hiền phi. Đến nơi, nàng ta nài xin hiền phi bằng giọng nũng nịu và dịu dàng, không ngừng quân lấy hiền phi đến khi nàng ấy đồng ý đổi, ống vạn hoa, lấy, thùng vạn hoa, mới thôi. Lại chẳng hạn như quý phi có một cái hộp biết hát, ngũ công chúa biết tin lập tức chạy đến. Ở trước mặt quý phi hết lời khen ngợi nàng ta, khen từ cái châm phượng trên đầu đến đôi giày thêu chân châu dưới chân, dỗ dành đến nỗi quý phi mặt mày rạng rỡ sau đó con bé nhân cơ hội đòi lấy chiếc hộp biết hát quý phi không thèm nghĩ ngợi mà bon mồm đồng ý luôn sau khi tiểu cô nương rời đi quý phi lấy lại tỉnh táo thì tiếc đứt ruột đến cả hai vị phi tần có địa vị cao trong hậu cung đều khó tránh khỏi khiếp nạn này nên các phi tần khác cũng không phải ngoại lệ ngũ công chúa chạy đến ngự thiện phòng là một trận càn quét nàng cướp sạch những món điểm tâm tinh xảo mà nhà bếp vừa làm xong cho chủ tử của các cung cuối cùng ngay cả đông cung của thái tử cũng được tiểu cô nương đến thăm khi ra khỏi đông cung trong ngực nàng ôm một ngôi nhà gỗ nhỏ chỉ to bằng bàn tay của người lớn đây là đồ mà không lâu trước đấy thái tử vừa mời thợ thủ công đến hoàng hậu nhìn đống đồ mà tiểu nha đầu vừa mới vơ vét được ở các cung thật lâu không lên tiếng một lúc lâu sau nàng cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Từ khi tiểu nha đầu có tiểu đường đường, ngay cả mẫu hậu cũng không nhớ đến nữa rồi. Nàng nhớ trước đây con bé còn đòi vặt trụi lông con chim anh vũ, để làm thành cái váy đẹp nhất cho mình mặc. Bây giờ con bé tìm nhiều đồ tốt như vậy, nhưng không có cái nào là vì mẫu hậu cả. Ở ngự thư phòng, thiên hy đế đang triệu kiến triều thần đợi mãi không thấy điểm tâm của mình đâu, hỏi một cái mới biết là do ngũ công chúa đã lấy toàn bộ điểm tâm của ngự thiện phòng đưa đến đường phù của lại bộ viên ngoại lang, thiên hy đế bỗng cảm thấy lòng mình nao nao. Hắn nhớ trước đây lúc mình bị bệnh, thường hay nhớ lại mùi vị của thịt thỏ khi cùng ăn với những tướng lĩnh ở trong quân, lúc đó tiểu nha đầu ôm lấy con thỏ nhỏ của mình, một bên gạt lệ, một bên bảo ngự thiện phòng là một bữa tiệc thỏ để hắn thưởng thức. Bây giờ thì hay rồi, con bé còn cướp cả điểm tâm từ miệng của phụ hoàng để tặng cho bạn mới. Hứa Quân giao ở nhà dưỡng bệnh cạn lời nhìn mặt bàn đầy các món điểm tâm của Ngự Thiện phòng, sau đó nàng tiếp tục thở dài khi nghe nói bên ngoài còn xếp đống đồ chơi thú vị mà ngũ công chúa cho người mang đến. Nguyễn thị hết sức lo sợ tiễn nội thị trong cung phụng chỉ đến đưa đồ. Sau khi tiễn xong, người nàng quay lại phòng nhìn nữ nhi sắp bị chìm ngập trong đống điểm tâm và đồ chơi mà không nhịn được cười. Lý thị của đại phòng thì đỏ mắt ghen tị. Nàng ta vừa hận ông trời không công bằng, vừa hận phu quân nhà mình không bi hăng hái phấn đấu. Cho đến khi thì nữ tú châu của nàng ta hớt hải chạy vào bẩm báo, nói rằng đại lão gia vừa đẫn một vị cô nương về phủ, muốn đưa nàng ta lên thành di nương. Lý thị lại tức đến nỗi đập vỡ mấy bình hoa, cảm thấy mình đúng là số khổ. Ba huynh đệ của đường phủ, Nhị phòng và tam phòng đều sạch sẽ gọn gàng, trừ nguyên phối phu nhân ra thì không còn người nào khác. Nhưng đại phòng thì ngược lại, thiếp thất thông phòng không thiếu một ai, bây giờ hắn còn đưa cả tiểu yêu tinh bên ngoài về. Đường Quân Du ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng vang lên tiếng đồ gốm vỡ cùng với tiếng mắng, tiện nhân, con hồ ly tinh của mẫu thân thì trừng mắt nhìn Đường Quân Nhu đang đứng bên cạnh, sau đó cũng mắng theo theo một câu, tiện nhân nhỏ Đường quân nhu bị mắng trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng cũng không dám khóc, chỉ cúi gằm mặt không dám nói năng gì. Đường quân du nhìn dáng vẻ của nàng thì lại càng tức thêm, nàng ta dùng lực đẩy đường quân nhu một cái, sau khi nhìn nàng ngã sóng xoài trên đất mới hư một tiếng, vứt lại một câu tiện nhân nhỏ, rồi mới xoay người rời đi. Hai mắt của đường quân nhu đỏ hoe ẩn ực nước mắt, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn không rơi xuống nàng nhìn bàn tay bị xước mình, sụt xịt mũi rồi lặng lẽ bò dậy. Sau khi về phòng, anh Di Nương một bên giúp nữ nhi rửa sạch vết thương, một bên đau lòng đến nỗi nước mắt rơi lã trá. nhị cô nương thật sự quá đáng, dù sao con cũng là trưởng tỷ, sao con bé có thể đối xử với con như vậy. Đường quân nhu rủ mắt, thấp giọng nói, Di Nương nói với con những lời này có tác dụng gì chứ? Anh Di Nương dừng lại động tác, nước mắt tuôn như mưa. Đường quân nhu mím chặt môi, coi như không nhìn thấy gì cả. Hứa quân giao vốn cho rằng chẳng qua ngũ công chúa nhất thời tâm huyết dâng trào mới đưa tới nhiều đồ như vậy, nhưng liên tục ba ngày như thế đồ ăn đồ chơi đều được liên tục đưa tới. Nàng thậm chí còn hoài nghi nha đầu mốc nghếch kia đang chuẩn bị truyền sạch cả hậu cung đến đây. Nhưng nàng lại không biết rằng vì trận càn quét lớn của ngũ công chúa mà hậu cung từ hoàng hậu nương nương cho tới các tiểu cung nữ quét rác đều biết nàng đang ở nhà dưỡng bênh. Điểm tâm mà ngũ công chúa đưa tới nhiều đến nỗi hứa quân giao ăn không hết, Nguyễn Thị đành chia đều đưa tới đại phòng. Đường quân du chừng mắt nhìn điểm tâm mà tam phòng đưa tới, nàng ta muốn hất hết xuống đất nhưng lại không nỡ, dù sao mùi vị quả thực quá hấp dẫn, còn rượu ca thì hoàn toàn ngược lại, thằng bé đánh chén ngon lành. Ban đầu Hưng ca còn giả vờ khinh thường, nhưng nhìn đệ đệ ở bên cạnh ăn đến hăng say, cuối cùng không nhịn nổi nữa cũng đi lấy một miếng bỏ vào miệng. Đến ngày thứ tư, hứa quân giao cảm thấy mình đã khỏi hẳn, cũng sợ điểm tâm ăn mãi không hết được đưa đến hàng ngày cho nên nàng nài nỉ Nguyễn Thị cho mình vào cung. Vào cung cơ, vào cung cơ. Muốn vào cung, muốn vào cung cơ. Không biết môn vũ đang trôi ra từ lúc nào khuôn mặt hưng phấn chạy vòng quay nàng. Hứa quân dao coi như không nhìn thấy, nàng nhìn về phía Nguyễn Thị đang lo lắng mời đại phu đến bắt mạch cho nàng. Sau khi xác nhận nàng đã thật sự khỏi bệnh, Nguyễn Thị mới yên tâm để đường tùng niên đưa nàng vào cung. Biết tin hứa quân dao vào cung, người vui nhất lúc này chính là ngũ công chúa, sau đó mới đến những người khác trong cung, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm tiểu đường đường muội quay lại rồi y đã khỏi bên chưa vốn dĩ ta còn định đi thăm muội cơ nhưng mẫu hậu nói bị bệnh phải tính dương người không cho phép ta đến quấy rầy muội ngũ công chúa vui vẻ chạy đến trước mặt tiểu nha đầu nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng nở một nụ cười tươi roi rói nàng biết mà tiểu đường đường còn lâu mới bị dọa sơ đúng rồi đồ ta bảo người đua đến muội có thích không không đợi hứa quân giao trả lời, mũ công chúa đã hỏi tiếp. Muội đã khỏi bệnh rồi, đồ mà tỷ đưa đến muội rất thích, mọi người đều thích. Nàng cảm nhận được tình cảm chân thành thắm thiết mũ công chúa đối với mình, nhìn nàng ta cười tít mắt trả lời. Liên tiếp ba ngày đều có điểm tâm tinh xảo thơm ngon để ăn người thích nhất chính là tiểu đường đại nhân thăm ăn như mạng chứ còn ai nữa. Nghe nàng nói thích, ngũ công chúa cười đến nỗi đôi mắt to của nàng cong thành hai vầng trăng khuyết thật sự không sợ sao chẳng lẽ sinh năm con trâu nên không sợ con hổ sao tứ công chúa nói thầm có lẽ là bị người nhà ép đến đây có khi trong lòng còn đang khóc kìa bình gia huyện chủ nói đầy ác ý người mới là người bị ép tới đây người mới khóc ý ngôn vũ nghe vậy liền bay tới bên cạnh bình gia huyện chủ tức giận chừng mắt nhìn nàng ta, cuối cùng cầm lấy một bên ống tay áo rộng lớn làm quạt, quạt vào sau gáy nàng ta mấy cái. Bình gia huyện chủ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh ở cổ, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy cơn gió nào thổi tới, nàng nhất thời bu òn bực, nhưng cũng không để trong lòng. Hứa quân giao coi như không thấy trò đùa quái đản của ngôn vũ, nàng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn lễ phép hành lễ với từng vị công chúa. Sau đó, chào hỏi đám thư đồng của công chúa. Nàng là người nhỏ tuổi nhất trong số những người ở đây, cũng là người đáng yêu trong sáng, về phương diện lễ nghi thì cũng không thua kém ai, khiến ai nhìn nàng cũng yêu thích vô cùng. Nhị công chúa không nhịn được mà dí tay vào má của Hứa Quân Dao, vừa ngước mắt lên thì thấy Ngũ công chúa đang bĩu môi không vui nhìn mình, thấy vậy nàng ta cố ý kéo Hứa Quân Dao nói chuyện thêm một lúc để chọc tức muội muội. Từ Uyển Thanh và Bành Ngọc Kỳ là hai thư đồng lớn tuổi hơn ba người các nàng một chút, hai người nhìn hứa quân giao nở cười hòa nhã. Sau khi hứa quân giao hành lễ xong xuôi, ngũ công chúa kéo nàng ngồi bên cạnh, nàng ta thân thiết đầy một bộ bút mực giấy nghiên mới toanh đến trước mặt hứa quân giao, đắc chí nói, tiểu đường đường, đây là đồ ta chuẩn bị cho muội nề, giống của ta ý đúc luôn. Tí nữa lúc tiên sinh giảng bài, nếu muội có chỗ nào không hiểu ta sẽ dạy cho muội Hứa quân dao mỉm cười nhìn nàng ta, hai cái lúm đồng tiền cũng lộ ra theo. Ngũ công chúa nhanh tay nhanh mắt duỗi tay dí một cái, vừa vặn dí chúng luôn. Đầu món tay cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp của lúm đồng tiền làm cho ngũ công chúa vui đến nỗi xem nữa nhảy cẫng lên. Hứa quân dao bất lực nhìn bộ dạng vui đến nỗi xoan suýt cả lên của nàng ta, nàng càng nhìn càng cảm thấy trong lòng buồn bực, mũi cũng bất giác cau lại. Bình gia huyện chủ chẳng nghe rõ nữ tiên sinh ở trên bục đang giảng cái gì. Từ lúc vào học đến tận bây giờ, nàng luôn cảm thấy ớn lạnh sau gáy, tựa như có một cơn gió nào đó cứ thổi vào gáy này, nhưng khi nàng nhìn ngó xung quanh lại chẳng có một dấu vết gì của gió. Nàng ta cố gắng ngồi một lúc nữa, cuối cùng nhịn không được đành phải nhẹ nhàng kéo cổ tay áo của Trịnh Nghiên, thư đồng của tứ công chúa. Sau đó khẽ hỏi, "Ngươi có cảm thấy chỗ này hơi lạnh không?" giống như có một cơn gió thổi qua vậy. Lạnh á? Trịnh nghiên nhìn nàng ta đầy nghi ngờ, có lạnh đâu, chẳng lẽ ngươi thấy lạnh hả? Chẳng lẽ ngươi cũng bị cảm lạnh rồi? Không sao, không sao. Ta chỉ tiện mồm hỏi thế thôi, tiện mồm hỏi ý mà. Bình gia huyện chủ vội vàng khoát tay, rụt rụt cổ la ỉ, sau đó cưỡng ép bản thân lấy lại tinh thần, tập trung nghe rằng. Nhưng chẳng được bao lâu, dường như lại có một trận gió thổi vào gáy nàng lạnh đến nỗi nàng không khỏi dùng mình chẳng lẽ ta thật sự bị cảm lạnh rồi sao nếu không tại sao mình cảm thấy càng ngày càng lạnh vậy ngôn vũ nhìn thấy bộ dạng hoài nghi của nàng ta vui vẻ tới nỗi bụng miệng cười khúc khích hứa quân dao nhìn mà không còn gì để nói ấu trĩ quá là ấu trĩ sao trên đời lại có một con quỷ ấu trĩ như vậy chứ Hứa quân giao nhỏ tuổi nhất, vừa nhìn đã biết là người do hoàng đế đích thân lựa chọn để bầu bạn với ngụ công chúa. Cho nên cung nữ giảng bài cũng chẳng thèm quan tâm nàng lên lượp có nghe giảng hay không. Nhưng khi nàng để mọi người luyện chữ lại phát hiện ra mặc dù tiểu cô nương này nhỏ tuổi, nhưng tư thế cầm bút lại bắt chước rất giống, chữ viết mặc dù siêu siêu vẹo vẹo nhưng lại không hề viết sai chữ nào, khiến nàng không khỏi quan sát kỹ hơn. Khoảng thời gian sau đó, Cung nữ cũng đặc biệt để ý đến đứa bé nhỏ tuổi nhất này, và cũng từ đó nàng phát hiện ra đứa bé này lên lớp rất chú ý nghe rằng, nhờ con bé mà ngũ công chúa vẫn luôn học hành lớt chớt bây giờ đã chú tâm hơn rất nhiều, cung nữ không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra, thư đồng này là một lựa chọn không tồi, bệ hạ quả nhiên là bệ hạ, ánh mắt tinh tường hơn người. Sau khi tan học, ngũ công chúa vui mừng hớn hở kéo tay hứa quân dao chạy ra khỏi lớp trước tiên. Ai ngờ vừa mới đi được một đoạn thì gặp dự vương đang đi tới. Ngũ công chúa theo bản năng nhìn về phía tiểu nha đầu bên cạnh, thấy hai mắt con bé sáng lên, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện hai lúm đồng tiền, nàng ta thầm nghĩ không ổn rồi, lâu ngày không gặp lại, nàng quên không nhắc tiểu nha đầu phải cách xa ngũ hoàng huynh ra. Ngũ công chúa đang hối hận thì dự vương đã chạy nhanh về phía cách nàng, hắn vui mừng nhìn hứa quân giao hỏi, bệnh của ngươi đã khỏi chưa? khỏi rồi, khỏi rồi, đã khỏi cả rồi. Hứa quân dao mọt ngào trả lời, lúm đồng tiên trên má lõm sâu hơn bình thường khiến người ta nhìn mà không khỏi bị hút hồn. Bọn muội còn có việc, ngũ hoàng huynh đừng chắn đường muội. Ngũ công chúa chừng mắt nhìn hắn, sau đó kéo hứa quân dao chạy như bay. Hứa quân dao bị nàng ta kéo thì lảo đảo một cái, suýt nữa nhào đầu xuống đất lúc nàng đang định chào tạm biệt dự vương thì thấy ngôn vũ đang bay vòng quanh quan sát hắn. Nàng cảm thấy kỳ lạ, vội càng ở trong lòng gọi ngôn vũ trở về. Ngôn vũ không do dự mà bay về luôn, nàng ta hớn hở học theo dáng chạy của các nàng. Ngũ công chúa kéo tay hứa quân dao chạy một đoạn khá xa mới dừng lại, ngó nghiêng xung quanh một liệt, khi thấy không có ai ở đây mới ân cần dậy bảo nàng tiểu đường đường muội quên ta từng nói gì với muội rồi sao muội phải cách xa ngũ hoàng huynh ra hắn thích nhất là ước hiếp các tiểu cô nương hứa quân giao giả bộ ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn nàng ta nàng nhìn đến nỗi ngũ công chúa không nhịn được mà ôm mặt thét lên trói tay, sau đó nhào đến xoa véo mặt nàng một trận tiểu đường đường sao muội lại đáng yêu như thế chứ ta mặc kệ dù sao muội cũng là của ta không cho phép muội cười với ngũ hoàng huynh, cũng không được phép chạy theo hắn. Sau khi xoa véo chán chê, ngũ công chúa mới ngang ngược tuyên bố chủ quyền. Hứa quân giao xoa gương mặt bị đối xử tàn bạo của mình, sau khi nhìn bốn phía xung quanh không có một bóng người nàng mới ra lệnh cho môn vũ. Con quỷ đang kinh ngạc nhìn ngũ công chúa, bảo nàng ta trông chừng cho mình, sau đó không nói hai lời vung nắm tay đấm lên người ngũ công chúa ai cho ngươi véo mặt ta hả đau chết đi được vốn dĩ đã toàn thịt thịt thôi cứ vốt ve làm nó sẽ hết cả xuống làm ta càng nhìn càng thấy béo sức nàng vốn đã yếu lại còn cố tình khắc chế sức lực của mình nắm đấm của nàng chẳng những không làm đau được ngũ công chúa thay vào đó nó còn khiến cho ngũ công chúa tưởng nàng đang giỡn với mình nàng ta cười khanh khách một bên né tránh một bên thỉnh thoáng còn bất ngờ đánh úp lại Hứa Quân Dao thấy vậy tức đến nỗi mặt đỏ tía tai, đôi chân nhỏ bước thật nhanh đuổi theo con bé đáng ghét đang cười khá ngạo mạn. Môn Vũ càng xem càng thích thú, nàng ta cũng cười vui vẻ đuổi theo các nàng. Ngũ công chúa trêu tiểu nha đầu làm nàng cứ đuổi theo nàng ta, hai người cười nói ầm ý suốt dọc đường thoát cai đã đến trước cửa cung Tây Khánh lúc nào không hay. Hứa Quân Dao thấy đằng xa dường như có người, bèn dừng chân lại. Ngũ công chúa thấy nàng không đuổi theo nữa thì quay lại, tinh nghịch dí tay vào mặt hứa quân dao nhưng bị nàng hất tay ra, nàng ta chẳng những không bực bội, mà còn vui vẻ cười khanh khách. Còn mốc này, hứa quân dao giờ khóc giờ cười. Tham kiến điện hạ. Không lâu sau, hai công nữ phía trước đã đến gần bọn họ, các nàng đều tiến lên hành lễ với ngũ công chúa. Ngũ công chúa khoát tay ý bảo miễn lễ, nhưng nàng ta không chú ý tới vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của hứa quân giao tiếp đó hai vị cung nữ quay về phía hứa quân giao cúi chào sau đó mới khom người lui ra sau vài bước một trước một sau rào bước đến cung tây khánh ai ở trong cung này vậy hứa quân giao hỏi là gì mục của ta và hai vị tài nhân nương nương ngũ công chúa thản nhiên nói sau đó kéo tay nàng nói tiếp Chúng ta về thôi. Lúc này cũng đến giờ ăn trưa rồi, ta đã bảo ngự thiện phòng làm nhiều đồ ăn ngon cho chúng ta rồi. Hứa quân dao gật đầu, đi được mấy bước lại không nhịn được mà quay đầu lại nhìn cử cung Tây Khánh đang đóng chặt. Trong lòng thầm suy nghĩ, đồ y quả nhiên vào cung giống như đời trước, chỉ là không biết người nàng ta hầu hạ là mục chiêu nghi hay là một trong hai vị tài nhân kia. Còn có phương nghi nữa, cho dù lúc này nàng ta không ở trong cung, thì một ngày nào đó trong tương tai nàng ta nhất định sẽ xuất hiện. Như vậy cũng tốt, để bản cung nhìn xem, rốt cuộc hai người các ngươi muốn làm gì. Mục đích thật sự của các ngươi là gì? Đột nhiên nàng nghĩ lại, ở trong lòng thầm phân phó ngôn vũ vào cung Tây Khánh nhìn xem rốt cuộc đổ y đang theo hầu vị chu từ nào. Ngôn vũ có chút không bằng lòng, nhưng vẫn đồng ý đi. Nàng ta đi mãi tới tận sau bữa trưa mới quay về, Hứa quân giao nhíu mày, sao ngươi đi lâu thế? Ngôn vũ hơi trột giả, vội vàng nở ra một nụ cười lấy lòng, ta đi đến vườn quần phương đi dạo vài vòng. Sau đó, nàng ta sợ hứa quân giao nghĩ mình chạy lung tung, vội vàng bổ sung thêm. Đúng rồi, hai người vừa nãy chính là nhị đẳng cung nữ của triều nghi nương nương, vóc người cao kia tên là Đồ Y, người thấp hơn tên là Điệp Thúy. Quả nhiên vẫn là cái tên Đồ Y này. Hứa Quân Dao vuốt ve nhẹ ngón tay út với vẻ mặt trầm tư. Chương 42, chiêu cũ nhưng dùng vẫn tốt. Đột nhiên Hứa Quân Dao nhớ lại một chuyện, năm đó nàng từng bảo Môn Vũ đi theo Phương Nghi và Đồ Y để điều tra xem chuyện gì xảy. Ra, lúc đó Môn Vũ còn tỏ ra khá là hoảng sợ, nhưng bây giờ bảo nàng ta đi lại không thấy có biểu hiện gì bất thường. Điều này có thể lý giải rằng Đồ Y không phải người khiến nàng ta sợ hãi nàng nhìn ngôn vũ đang vui vẻ bay tới bay lui trong nội điện, lúc thì nhìn chỗ nọ, lúc thì ngắm chỗ kia, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn hỏi, A ngôn, người có biết cung diên phúc ở đâu không? Biết chứ, sau khi ra khỏi đây thì đi thẳng về phía đông nam, sau đó đi thẳng về hướng tây sẽ thấy cung minh túy, từ cung minh túy đi qua vườn quẩn phương, lại qua cầu thanh thạch và rẽ về hướng đông đi hơn 10 bước nữa chính là cung diên phúc. Ngôn vũ trả lời mà không cần nghĩ ngợi, sau cùng còn hỏi, Người muốn đến cung Diên Phúc Hà Giao Giao? Không, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nghe nói trong cung Diên Phúc có cây hoa quế. Khi đến mùa hoa quế nở hương thơm sẽ bay ngào ngạt khắp nơi. Cả cung đều ngập tràn trong mùi thơm của hoa quế. Ta tò mò không biết có phải thật không nên mới hỏi thôi. Hứa quân giao nói dối không chớp mắt. Tất nhiên là thật rồi. Mỗi năm vào mùa hoa quế nở, nương nương đều sai người đi hái hoa quế đặt trong phòng. Hoa quế dùng tốt hơn huân hương nhiều. Ngôn vũ không cần suy nghĩ đã trả lời ngay. Trong nháy mắt hứa quân dao nghẹn thở, nàng cố hắng đè nén kích động trong lòng xuống, thử thăm dò, nương nương. Không biết vị nương nương mà ngươi nói là vị nương nương nào? Ngôn vũ sững ra, giờ mới phát hiện ra mình đang bị chất vấn, nàng ta vò đầu bứt tay với vẻ mặt hoang mang, đúng thế, là vị nương nương nào vậy nhỉ? Là thục phi nương nương sao? Đúng đúng đúng, chính là thục phi nương nương. Ngôn Vũ như vừa tỉnh giấc mộc, nàng ta gật đầu như dã tỏi, cười trả lời. Đôi mắt của Hứa Quân Dao tối sầm lại, nhìn nàng ta đang hào hứng bừng bừng bay tới bay lui trong phòng, lúc thì ở đây luôn cúi, dựa dẫm, lúc thì bĩu môi làm mặt quỷ với cung nữ trước mặt, sau đó tự che miệng cười khúc khích thuộc phi nương nương của cung diên phúc dùng hoa quế làm để sông hương trong phòng, họ hứa, khêu danh quân giao, chính là phi tần của hoàng đế đại tể tương lai, triệu nguyên hưu. Đương nhiên, bây giờ nàng ta cũng không biết vị hứa quân giao kia có còn tồn tại trên đời này không? Nghĩ đến đây ánh mắt của hứa quân giao càng trở nên mê man. Nếu trên đời này vẫn còn một hứa quân giao khác, vậy bản cung thì sao? bản công là ai? có phải linh hồn của hứa quân giao đời trước đã chiếm thân thể của đường quân giao không? hai má nàng đột nhiên bị ai đó véo một cái, ngay sau đó là tiếng cười vui vẻ của ngũ công chúa. sự xuất hiện của nàng ta đã xua đi sương mù dày đặc trong lòng nàng lúc này. tiểu đường đường đang nghĩ gì vậy? nhìn ngốc chết mất. ngũ công chúa cười khanh khách dí tay vào má nàng. hứa quân giao cười ngọt ngào với nàng ta nhìn nàng ta ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi lại đây, lại gần đây ta nói cho mà nghe. Ngũ công chúa hớn hở sáp đến gần, cái gì vậy, cái gì vậy? muội muốn nói gì vậy? Ai u hi? Hứa quân giao nhào đến vèo mặt nàng ta, ngũ công chúa bị dọa giật mình, ngay sau đó thì vừa cười vừa la hết vùng vẫy, các công nữ đưa mắt nhìn nhau sau khi nghe thấy tiếng kêu của các nàng. Rốt cuộc bọn họ có nên tiến lên ngăn lại hành vi phạm thượng của đường tiểu cô nương không? Nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười của ngũ công chúa hai người lại nghĩ lại, sau đó vẫn lựa chọn giả câm giả điếc nhẹ nhàng khép cửa vào. Một lúc lâu sau, ngũ công chúa suýt xoa gương mặt bị dày vò thảm hại của mình, chu miệng lên án, tiểu đường đường, muội dám lừa ta hả, thật là xấu quá đi. Hứa quân dao cười đắc ý nhìn nàng ta, học theo bộ dạng hai tay chống nạnh, ai bảo ngươi lúc nào cũng véo mặt ta, lần này ta cũng để ngươi nếm thử mùi vị. Ngũ công chúa dầu môi cao hơn. Trong cung Tây Khánh, Mục Chiêu Nghi tự tay mốc canh cho tam công chúa, thử dò hỏi, sao con không gọi ngũ muội đến cùng dùng bữa? Muội ấy với đường quân giao đi với nhau rồi, còn có cả hoàng hậu nữa, đâu cần con phải gọi. Tam công chúa hừ nhẹ. Đường quân giao chính là tiểu thư đồng do đích thân phụ hoàng con chọn hà. Còn ai ngoài con bé đó nữa? Mấy ngày trước vì một trận ốm của con bé mà tĩnh an làm hậu cung gà bay chó nhảy cả lên. Tam công chúa không vui nói. Con và tĩnh an là tỷ muội cùng một mẹ sinh ra, bây giờ nương con không còn, các con nên bảo vệ chăm sóc lẫn nhau mới đúng. Con là tỷ tỷ, tĩnh an còn nhỏ tuổi, tính khí lại bất ổn, con nên chủ động gần gũi, thường xuyên qua lại với con bé nhiều hơn mới phải. Mục chiêu nghi kiên trì giảng giải. Bữa tối mẫu phi bảo ngự thiện phòng chuẩn bị rất nhiều món mà con và tĩnh an thích ăn. Buổi chiều sau khi học xong con gọi tĩnh an đến đây, ba dì cháu chúng ta cùng nhau dừng bữa nhé. Tam công chúa nghe vậy lại càng không vui, con không gọi. Trong cung chỉ toàn kẻ muốn thân cận với con bé, muốn nịnh nọt lấy lòng con bé, đâu có ai cần con chứ. Trong lòng Mục Chiêu Nghi cảm thấy hơi tức giận, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, nói lời khuyên ngủ. Sao con lại nghĩ như vậy? Con là tỷ tỷ con bé là muôi muội. Rất lâu rồi các con không cùng nhau dùng bữa, giờ con chủ động mời con bé đến, phụ hoàng con mà biết kiểu gì cũng khen con là tỷ tỷ tốt, hiểu chuyện. Tuy Tam công chúa không bằng lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Mục Chiêu Nghi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nhìn gương mặt có nét giống thân mẫu của tam công chúa trong lòng nàng không nén nổi bực bội ngày hôm sau hứa quân giao bị ngũ công chúa dắt tay đi theo tam công chúa và bình giao huyện chủ đến tây khánh cung dùng bữa trưa khi thấy ngũ công chúa theo thói quen kéo nàng ngồi cạnh cạnh tam công chúa không vui nói con bé làm sao được phép ngồi cùng bàn ăn chung với chúng ta một chút phép tắc cũng không có Bình gia huyện chủ bất mãn chừng mắt nhìn nàng. Dù nàng là thư đồng của công chú, nhưng cũng đường đường là huyện chủ, đương nhiên có tư cách cùng ngồi dùng bữa. Nhưng nữ nhi của một viên ngoại lang con con trước mắt này thì dựa vào cái gì chứ? Hứa quân giao làm bộ không hiểu gì cả, ngây thơ hỏi. Phép tắc là gì vậy à? Có thể ăn được sao? Sau khi nghe xong ngũ công chúa cười ha ha còn nhanh tay véo một phát lên mặt con bé, cười trêu nói. Ngốc khiếp, cái đó không thể ăn đâu. Tam công chúa càng tức giận hơn sau khi nghe thấy những lời này, nàng ta đang định nói gì đó nhưng mục chiêu nghi đã hòa giải. Cùng nhau ngồi xuống đi. Giao giao tuổi còn nhỏ nên để Điệp Thúy đứng cạnh hầu hạ. Cùng nữ tên Điệp Thúy dạ một tiếng, hứa quân giao nhận ra nàng ta chính là người đi cạnh đồ y hôm đó bữa ăn trưa này hứa quân giao khá là hài lòng, nàng coi như không nhìn thấy ánh mắt tức tối của tam công chúa và bình gia huyện chủ. Tiểu đường đường nếm thử cái này đi, cái này ngon lắm á. À? Ngũ công chúa đặt một miếng thịt kho tàu vào trong bát của nàng, cười hi hi nói. Ngay sau đó lại bổ sung một câu, phải ăn nhiều mới càng đáng yêu. Mục chiêu nghi tò mò hỏi, tại sao ăn nhiều mới càng đáng yêu? Ăn nhiều sẽ béo chứ gì nữa, béo múp míp không phải sẽ càng đáng yêu sao?" Ngũ công chúa thản nhiên nói. Sau khi nghe xong những lời này, Tam công chúa đang cảm thấy bất mãn trong lòng chợt cười nhạo một tiếng, liếc nhìn Hứa Quân Dao một cách đầy khinh thường. Hứa Quân Dao đang đưa miếng thịt kho tàu vào miệng, chợt nghe thấy lời nói của Ngũ công chúa thì dừng lại. Mục Chiêu nghi cười, cũng gắp cho Ngũ công chúa một miếng, nếu đã như vậy, tĩnh an cũng phải ăn nhiều một chút. Không được, không được. Con không thể ăn tiếp được nữa. Con mà ăn tiếp nữa thì sẽ béo mất, béo thì không thể mặc được cái váy mới làm được nữa. Ngũ công chúa vừa lắc đầu vừa khoát tay. Hứa quân dao cũng lặng lẽ bỏ miếng thịt kho tàu xuống, liếc ngũ công chúa đang không chịu ăn nữa một cái. Sao tiểu đường đường không ăn nữa vậy? Hứa quân dao vờ như không nghe thấy liên tiếp mấy ngày sau đó mục chiêu nghi đều bảo tam trông chúa mời ngũ công chúa đến cung tây khánh dùng bữa có lúc là bữa trưa có lúc là bữa tối ngũ công chúa là người có tính tình phóng khoáng mục chiêu nghi còn cố tình nịnh nọt lấy lòng nàng ta cho nên mỗi lần được mời ngũ công chúa đều vui vẻ nhận lời ngay nếu hứa quân giao ở trong cung ngũ công chúa sẽ kéo theo cả nàng đi và lại hứa quân giao cũng muốn xem xem rốt cuộc đồ y ở cung diên phúc có âm mưu gì cho nên nàng cũng tự nguyện đi theo ngũ công chúa một vài lần sau đó người hầu hạ nàng dùng bữa chính là đồ y đây cũng chẳng phải chuyện gì bất ngờ đại cung nữ bên cạnh mục chiêu nghi đương nhiên phải hầu hạ nàng ta và hai vị công chúa thế nên hầu hạ hứa quân giao dùng bữa sẽ rơi vào tay một trong hai nhị đăng cung nữ đồ y và điệp thúy mấy lần đến cung tây khánh dùng bữa hứa quân giao đều âm thầm chú ý tới bộ dạng phục tùng dù mắt cúi đầu giúp mình dùng bữa của đồ y dáng vẻ cung kính tự nhiên của nàng ta giống như hoàn toàn không quen biết mình vậy mấy năm nay nàng đã lớn hơn trước nhiều dung mạo cũng có nhiều biến hóa năm đó đồ y cũng chỉ nhìn nàng từ xa mấy lần nhiều năm đã qua khiến nàng ta không thể nhận ra nàng cũng là điều bình thường nhưng trong cung ngoài cung đều biết nữ nhi của đường tùng niên ở lại bộ được bệ hạ đích thân lựa chọn làm thư đồng của ngũ công chúa nàng ta đã là cung nữ thì không thể không biết chuyện này được trừ phi địch ý của phương nghi và nàng ta đối với mình năm đó chỉ là tình cờ mà thôi người mà các nàng nhằm vào không phải nàng mà là một đứa trẻ bằng tuổi nàng đồ y nhanh chóng liếc nàng một cái rồi tiếp tục cúi đầu xuống không ngờ lại có thể gặp đứa nhỏ này ở trong cung xưa nay hứa quân giao vốn là người nhạy cảm lại luôn chú ý đến nhất cử nhất động của nàng ta vì thế hành động của nàng ta nhanh chóng lọt vào ánh mắt của nàng thấy vậy hứa quân giao càng thêm chắc chắc rằng nàng ta đã nhận ra mình sự bình tĩnh lúc này chẳng qua là vì nàng ta cho rằng nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết đến sự tồn tại của các nàng cho nên mới chẳng thèm để nàng vào mắt nói đến thiên hy đế liên tiếp mấy ngày gần đây hắn không thấy ngũ công chúa xuất hiện trên bàn ăn ở phượng tảo cung tò mò hỏi hoàng hậu. Mấy ngày gần đây tĩnh an dùng bữa ở đâu vậy? Dường như rất lâu rồi ta không thấy con bé dùng bữa trong cung của hoàng hậu. Hoàng hậu cười nói, con bé thỉnh thoảng dùng bữa ở cung Tây Khánh cùng Mục Chiêu Nghi và Nghĩa Thanh, thỉnh thoảng quay về đây dùng bữa với thần thiếp. Đáng tiếc là hôm nay bệ hạ tới không đúng lúc rồi. Thiên Hy Đế bật cười. Vậy thì đáng tiếc thật. Hoàng đế biết dạo gần đây Tĩnh An luôn kéo theo tiểu thư đồng đến cung Tây Khánh dùng bữa, sẵn tiện hôm nay Thiên hy đế rảnh rỗi nên hắn cũng bãi ra đến cung Tây Khánh. Lúc này trong cung Tây Khánh, Mục Chiêu Nghi đang phân phó công nhân dọn dẹp thức ăn thừa, sau khi biết tin ngự giá sắp đến, nàng ta nhất thời mừng rỡ, chẳng thèm quan tâm đến ngũ công chúa, vội vàng trang điểm thay quần áo chuẩn bị tiếp giá. Các công nhân cũng vui thay chủ từ nhà mình dầu sao đã hơn một tháng nay bệ hạ chưa từng đến cung Tây Khánh, cũng chưa từng triệu chiêu nghi nương nương thị tầm lần nào, chủ tử mà không có đế sủng, cuộc sống của đám hại nhân bọn họ cũng chẳng dễ dàng gì. Sự hận thù tràn ngập trong con mắt của đổ y, nhưng nhanh chóng được nàng ta che giấu, sau đó nàng ta cùng mọi người hầu hạ mục chiêu nghi trang điểm. Hứa quân giao nhìn về phía cổng cung với vẻ hào hứng, mặc dù kiếp trước nàng là phi tần của triệu nguyên hữu, nhưng nàng không có cơ hội gặp mặt Thái Tông Hoàng đế lần nào. Khi Thái Tông Hoàng đế còn sống, lúc đó nàng chẳng qua cũng chỉ là một thi thiếp nhỏ bé của Đông Cung Thái Tử làm sao có được cơ hội chiêm ngưỡng thiên nhan của Hoàng đế. Lúc thiên hy đế đến, ánh mắt dừng trên người mục chiêu nghi dẫn đầu ra đón, sau đó nhìn về phía tam công chúa và gia bình huyện chủ đang hành lễ vấn an, hắn mỉm cười nói miễn lễ cuối cùng mới nhìn về phía ngũ công chúa đang kéo hứa quân dao thì thầm nói chuyện, hắn cười mắng, sao vậy? Thấy phụ hoàng cũng không hành lễ sao? Ngũ công chúa cười với hắn một cách ngốc nghếch, tiếp theo hớn hở đến trước mặt hắn hành lễ, cuối cùng còn kéo hứa quân dao đến trước mặt hắn, khuôn mặt tràn đầy đắc ý nói. Phụ hoạt, người nhìn này, đây chính là tiểu đường đường của nhi thần. Thiên hy đế nhìn tiểu cô nương trắng nõn mập mạp, có đôi mắt màu đen trong veo, thấy con bé đang nhìn mình với ánh mắt hiểu kỳ, hắn cười dịu dàng, khen. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ngũ công chưa nghe xong thì càng thêm vui vẻ, mắt mồm cười thành hình vòng cung, bộ dạng cứ như nghe thấy phụ hoàng khen mình vậy, thiên hy nhìn mà không nhịn được bật cười. Thấy phụ hoàng chỉ nói chuyện với ngũ muội mà rất ít để ý tới mình, đôi mắt của tam công chúa đỏ hoe, cúi gằm mặt xuống với khuôn mặt tràn đầy tủi thân. Mục Chiêu nghi lườm con bé với ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đúng là thứ vô dụng, nếu con bé có thể làm cho Bệ hạ yêu thích như Tĩnh An thì ngày hôm nay nàng đâu chỉ là một chiêu nghi còn con, nói không chừng nàng đã được phong làm phi từ lâu rồi. Biết thế năm đó nàng nên chọn đứa nhỏ hơn. Bình gia huyện chủ cũng cảm thấy có chút không cam lòng nhất là khi nhìn thấy ngũ công chúa keo hứa quân giao đến trước ngự tiền, sao? Sau đó thiên hy đế còn thuận theo lời nữ nhi khen ngợi hứa quân giao, sự không cam lòng càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sao, ngự tiền, bên cạnh nhà vua? Nếu không phải tại con nhà đầu chết tiệt này thì người hôm nay được ngũ công chúa kéo đến trước mặt bệ hạ nên là mình mới đúng. Một lát sau, cung nữ bưng chậu nước cùng khăn vải sạch sẽ và xà bông lần lượt tiến vào, hứa quân giao liếc một cái đã nhận ra đồ y đang đi sau đám người ấy. Mục chiêu nghi đích thân hầu hạ thiên hy đế rửa mặt rửa tay, đồ y bưng chén trà thơm đến trước mặt mục chiêu nghi, trước khi nàng ta cầm lấy chén trà làm như vô ý mà nâng mắt lên nhìn thiên hy đế giang nói chuyện cùng với ngũ công chúa. Hứa quân giao cũng chú ý tới hành động này của đổ y nàng cũng đã từng là người của hậu cung, hơn nữa còn trèo từ cung nữ lên vị trí tục phi sau này. Nàng làm sao có thể không nhìn ra ánh mắt ngầm chứa đựng dã tâm của đổ y, chỉ liếc cái thôi trong lòng đã sáng tỏ mọi chuyện. Xem ra nàng ta đã coi Thái Tông Hoàng đế là mục tiêu, nhưng nàng chỉ không biết đời trước nàng ta có mưu kế như vậy không? Nếu như đều có mục đích giống nhau, đời trước nàng ta không thành công, vậy đời này thì sao? nàng liếc nhìn mục chiêu nghi đang liếc mắt đưa tình với thiên hy đế, thầm nghĩ, cũng không biết cái vị này có biết cung nữ bên cạnh nàng có dị tâm hay không, nhìn đồ y vẫn có thể đứng hầu hạ bên cạnh nàng ta thì có vẻ như nàng ta chẳng biết gì cả. Thiên hy đế đùa với ngũ công chúa vài câu, sau đó lại dõi mắt theo con bé kéo tiểu nha đầu nhìn trông ngoan ngoãn, hiểu chuyện rời đi. Tam công chúa và gia bình huyện chủ cũng bị cung nữ đưa đi. Tĩnh An là một đứa trẻ hoạt bát, ham chơi, khi ăn cũng không chịu nghiêm túc, may mà nàng có đủ kiên nhẫn để ngồi ăn cùng con bé. Thiên Hy Đế ngồi xuống, cầm lấy chén trà tự tay mục chiêu nghi dâng lên nhấp một ngụm, cười nói. Tuy Tĩnh An gọi thần thiếp là gì, nhưng trong lòng thần thiếp vẫn luôn coi con bé và nghĩa thanh như con đẻ của mình. Mục chiêu nghi dịu dàng nói đồng thời dịu dàng xoa bóp cánh tay cho thiên hy đế chỉ cần thần thiếp nghĩ đến con bé còn nhỏ như vậy mà đã không còn mẫu thân là lòng lại đau như bị kim đâm nghĩ đến những thiếu thốn của con bé là thần thiếp lại hận không thể đào trái tim này đưa cho con bé mấy ngày trước thần thiếp thấy con bé gầy đi nhiều quá mới nhớ rằng gần đây con bé đang chăm chỉ đọc sách thần thiếp lại sợ người hầu lơ là chăm sóc nên mới bảo ngự thiện phòng làm nhiều món ăn mà con bé thích gọi con bé thường xuyên đến ăn để bồi bổ cơ thể choảng Âm thanh giòn tan của đồ sứ rơi trên mặt đất làm cho mục chiêu nghi đang thể hiện tấm lòng mẹ hiền với thiên hy đế giật thoát một cái. Ngay sau đó nàng ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hoàng đế. Nếu theo như nàng nói thì ý của nàng là hoàng hậu bạc đái tính an, để cho một đứa bé còn nhỏ tuổi mà đã mất mẹ không có lấy một người thân bên cạnh, còn phải làm phiền một người gì như nàng tốn công chăm sóc. Thần thiếp hoàn toàn không có ý này, xin bệ hạ minh giám. Mục Chiêu nghi sợ đến nỗi quỳ phịch xuống đất, gương mặt trắng bệch kêu oan. Câm mồm, ngươi tưởng chấm không biết trong lòng ngươi đang suy tính cái gì sao? Từ trước đến nay hoàng hậu là người hiền lạnh, tính tình lại khoan dung nhân hậu, nhưng nàng ấy là người để ngươi tùy tiện mang ra so đo sao? Càng nhân nhượng thì các ngươi càng không biết điều. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Ngoài dập đầu cầu xin tha thứ ra, Mục chiêu nghi không còn dám nhiều lời nữa. Thiên hy đế phất lờ nàng ta, đứng dậy phất ống tay áo, bỏ lại tiếng kêu, bệ hạ, đầy thê lương ở phía sau, giận đùng đùng rời đi. Khi những nội thị nhìn thấy hắn bước ra từ sảnh chính với vẻ mặt giận dữ, họ sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, chỉ dám chạy chậm theo sau hoàng đế. Thiên hy đế kìm nén ngọn lửa tức giận trong lòng, hắn càng bước càng nhanh. Đột nhiên, phía xa truyền đến một chàng cười trong trẻo của trẻ con, thiên hy đế dừng chân lại, sau khi lắng tai nghe kỹ thì nhận ra đó là âm thanh của ngũ công chúa. Nghĩ vậy, hắn cất bước đi đến nơi phát ra tiếng cười. Sau một lúc lâu, hai bóng răng bé nhỏ đang vui đùa dưới giàn hoa đã xuất hiện trước mắt của hắn, đứa cao nhất là ngũ công chúa của hắn, đứa thấp còn lại chính là tiểu thư đồng của ngũ công chúa. Đứa bé nhỏ nhỏ đang ngồi trên một tảng đá lớn, trong tay cầm một vài bông hoa cọng cỏ giống như đang bệnh cái gì đó. Ngũ công chúa nghịch ngợm thỉnh thoảng duỗi tay ra dí vào má của tiểu nha đầu, khiến cho tiểu nha đầu nổi giận gạt tay ra. Nhưng chẳng được bao lâu, ngũ công chúa lại tiếp tục vươn tay ra tác quay tác quái. Sau đó vào lúc tiểu nha đầu đưa tay gạt ra thì nhanh chóng rụt tay về. Ngũ công chúa cười ha hà khi thấy tiểu nha đầu đưa tay gạt vào khoảng không. Cứ mấy lần như thế, Cuối cùng tiểu nha đầu cũng phát cáu, con bé ném đồ đang đan được một nửa xuống đất, nhảy từ trên tảng đá xuống, sách váy dơ nắm đấm đuổi theo ngũ công chúa đòi đánh. Mấy vị nội thị đi theo thiên hy đế thấy thế bị dọa cho hết hồn, lúc bọn họ đang định tiến lên ngăn cản tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày kia thì bị thiên hy đến ngăn lại, chớ quấy dày hai đứa nó, cứ để mặc bọn nhỏ đi. Cùng lúc đó, có mấy người đã phát hiện ra sự biến hóa trên gương mặt trước đó vốn đang tức giận của bệ hạ. Bây giờ lông mày của ngài đã giãn ra, trên môi còn nở một nụ cười, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy bệ hạ lên tiếng giận dò, đi nhặt đồ mà đứa trẻ kia vứt xuống về đây cho trầm xem. Một nội thị, giả, một tiếng rồi rời đi, chẳng mấy chốc đã quay trở lại rồi cung kính dâng vật kia đến trước mặt hoàng đế. Thiên Hy Đế vừa nhìn đã nhận ra ngay đây chính là một nửa cái vòng hoa, hắn không khỏi sửng sốt. Không ngờ rằng tiểu nha đầu mới có tí tuổi đầu mà đã khéo tay như vậy. Lúc này chuyện mục chiêu nghi của cung Tây Khánh chọc giận bệ hạ đã nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung. Mặc dù bệ hạ không xử phạt mục chiêu nghi nhưng việc bệ hạ giận đùng đùng bỏ đi cũng đã là một sự trừng phạt lớn nhất đối với mục chiêu nghi. Phi tần hậu cung soi mói chỉ trỏ, hà hê vui sướng khiến cho mục chiêu nghi vừa thẹn vừa bực, nàng ta tức đến độ khóc lóc suốt nửa ngày, sau đó tự nhốt mình trong phòng không muốn gặp ai. Đồ y liếc đôi mắt đầy khinh thường về phía cửa phòng ngủ của nàng ta. Đồ vô dụng, con vịt sắp nấu chín rồi mà còn để nó bay mất. Nhưng như thế cũng tốt, có kẻ vô dụng như thế làm bàn đạp, nàng sớm muộn gì cũng có cơ hội treo lên. Nghĩ đến đây, nàng ta hắng giọng, Giả bộ ân cần nhẹ nhàng gõ cửa và gọi, nương nương. Hứa quân giao cũng biết chuyện mục chiêu nghi chọc giận bệ hạ, khiến bệ hạ phất tay áo bỏ đi. Nàng vô thức nhìn về phía ngũ công chúa đang mân nga một giai điệu không rõ, sau đó nàng xoa chán một cách bất lực. Đồ mốc nghếch không tim không phổi. Tiểu đường đường, muội đau đầu hả? Ngũ công chúa xoay người đúng lúc nhìn thấy động tác này của nàng nên quan tâm hỏi đau đầu, nhìn thấy tỷ là đau đầu. Tiểu nha đầu hồn nhiên trả lời. Không ngờ ngũ công chúa chẳng những không tức giận, mà còn vui vẻ nói, phụ hoàng của ta cũng nói câu như vậy đó. Úi trà, bản cung lấy làm vinh hạnh vì điều đấy. Chuyện mục chiêu nghi chọc giận thánh nhan đã trở thành trò cười của mọi người trong hậu cung, đặc biệt là khi mọi người nghe nói lúc đó nàng ta còn đang thể hiện tấm lòng mẹ hiền đối với ngũ công chúa cho hoàng đế xem, không ngờ cuối cùng lại chữa lợn lành thánh lợn què, tự chuốc lấy nhục nhã biến bản thân thành trò cười. Hoàng hậu yêu thương ngũ công chúa như báu vật trong lòng bàn tay là chuyện mà ai cũng biết, còn cần một mục chiêu nghi nhiều chuyện, bới móc hay sao? Cũng bởi vì chuyện này mà ngày hôm sau tam công chúa mang theo ngương mặt sưng xỉa đến văn hoa quán, sau khi qua một cái lườm tức giận cho ngũ công chúa nàng ta mới ngồi xuống chỗ của mình. Sắc mặt của Bình Gia huyện chủ đi theo sau nàng ta cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng cũng không dám nói gì. Tam Hoàng Muội, hôm nay Muội còn mời Ngũ Hoàng Muội đến cung Tây Khánh dùng bữa nữa không? Tứ công chúa sợ thiên hạ chưa đủ loạn đi đến hỏi. Động tác trên tay Tam công chúa chợt dừng lại, giận dữ chừng mắt với nàng ta, có liên quan đến Muội à? Tứ công chúa thấy mặt nàng ta không vui, cũng sợ chọc giận nàng ta làm mình dinh phải phiền toái nên cuối cùng chỉ nói nhỏ. Tức giận với ta làm gì chứ? Có bản lĩnh thì đi tức giận với tĩnh an đi. Tam công chúa cũng nghe thấy lời tứ công chúa nói, nàng ta tức đến nỗi suýt nữa xe rách quyển sách trong tay, sau đó nhìn ngũ công chúa đang bình thản như không có chuyện gì xảy ra mà dạy hứa quân giao luyện chữ, nàng ta càng nhìn càng tức nhưng vẫn không dám chốt giận lên ngũ công chúa cuối cùng chỉ có thể hất hết đống sách trên bàn xuống. Nhị công chúa nhíu mày nhìn nàng ta, sau đó quay mặt đi tiếp tục nói chuyện với Bành Ngọc Kỳ. Đại công chúa coi như không thấy gì, nhưng từ huyền thanh ở bên cạnh nàng lại không nhịn được mà lắc đầu. Muội có thể tự viết. Hứa quân dao cầm bút không vui nói. Nói dối, sao muội có thể tự viết được? Cứ để đấy ta dạy cho. Ngũ công chúa vươn tay cướp lấy cây bút từ trong tay nàng, nhưng vì tiểu nha đầu nắm quá chặt làm nàng ta phải dùng sức một chút mới cướp được bút. Tuy đã cướp được bút nhưng mực ở đầu bút lại văng ra tôm tuế, khéo thế nào lại bắn trúng tay áo của tam công chúa. Ai ra? Hứa quân dao kêu lên sợ hãi, vội vàng lấy khăn tay từ trong ngực đưa cho tam công chúa, nhưng bị nàng ta hất văng ra, khăn trong tay nàng cũng theo đó mà rơi xuống đất làm can. Tam công chúa không chút nghĩ ngợi tắt nàng một cái, hứa quân dao vội vàng lùi về sau vài bước để tránh bàn tay hạ xuống nhanh như gió của nàng ta. Tam công chúa lập tức duỗi tay muốn đẩy nàng một cái, bàn tay vừa chạm vào áo của đối phương đã thấy tiểu nha đầu ngã dập mông xuống đất, đôi mắt nàng lập tức ngấn nước, ngay sau đó đã nghe thấy một tiếng, qua vang lên, tiểu nha đầu khóc thét lên. Mọi việc diễn ra trong tích tắc, mọi người chỉ nhìn thấy trong khi ngũ công chúa cướp bút của tiểu nha đầu đã vô tình làm bẩn áo của tam công chúa. Tam công chúa không dám chốt giận lên hoàng muội được phụ hoàng sùng ái nhất nên quay ra giáo huấn tiểu nha đầu, nàng ta không tát được tiểu nha đầu bèn dùng sức đẩy ngã con bé. Tỷ làm gì vậy? Ngũ công chúa giận dữ lao về phía nàng ta đẩy mạnh một cái, sau đó đưa tay kéo tiểu nha đầu dậy những người còn lại cũng bị sừng sốt trước sự thay đổi đột ngột này nhị công chúa nhíu mày nói tam hoàng muội lần này muội quá đáng lắm rồi nhé đại công chúa cũng tỏ ra không tán thành không muội hoàn toàn không chạm vào con bé là con bé tự ngã không liên quan tới muội tam công chúa vừa giận vừa hận lớn tiếng giải thích bọn ta đều tận mắt chứng kiến rõ ràng là muội đẩy con bé đó Tứ công chúa nói chen vào. Ta không làm, thật sự không phải ta làm. Tam công chúa mặt đỏ bừng, sau đó đột nhiên lao về phía hứa quân dao nắm lấy cổ tay con bé và nói, ngươi nói đi, có phải ngươi khác tự ngã không? Đáp lại nàng ta chỉ là tiếng khóc ngày càng vang dội của tiểu nha đầu. Ngũ công chúa phẫn nộ kéo tay nàng ta ra, tỉ quá đáng lắm rồi nha. Ta phải đi mép mẫu hầu. Không, không phải tỷ, thật sự không phải tỷ. Vừa thấy ngũ công chúa đang kéo hứa quân giao đến gặp hoàng hậu, đại công chúa và nhị công chúa vội vàng tiến lên kéo nàng lại khuyên giải. Từ huyền thanh và bành ngọc kỳ cũng súng lại an ủi hứa quân giao đang khóc thút thít. Con bé đó cố ý đấy, ta còn chưa đẩy con bé mà. Tam công chúa cứng cổ cãi chảy cãi cối. Nghĩa thanh, nếu muội còn làm loạn nữa thì chúng ta sẽ đến gặp mẫu hậu đấy. Nhị công chúa tức giận nói. Tam công chúa tức đến trong mắt như phun ra lửa, nhưng không dám nói gì thêm nữa. Tứ công chúa chật lưỡi thất vọng khi thấy nàng ta không tiếp tục làm ầm nữa. Hứa quân dao vẫn khóc thốt thít, từ huyền thanh giúp nàng lau nước mắt, dịu dàng nói, đừng khóc, đừng khóc nữa. Bành Ngọc Kỳ thấy tiểu nha đầu khóc đến nỗi hai mắt và chóp mũi đỏ hoe lại càng thêm tội nghiệp con bé, nàng không nhịn được mà xoa lên đỉnh đầu hứa quân dao hứa quân dao dụi mắt bằng hai bàn tay mũm mĩm thỉnh thoảng lại khóc nấc một cái đại công chúa và nhị công chúa thấy thế càng thêm bất mãn với tam công chúa tuy từ huyền thanh bành ngọc kỳ thậm chí là thư đồng trịnh nhiên của tứ công chúa không dám bày tỏ sự bất mãn ra mặt nhưng ấn đường sao hơi nhíu lại sao ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày khu vực trên vùng sống mũi của mỗi người. Ngươi đỉnh quá đi giao giao ơi. Ngôn vũ đã chứng kiến rõ ràng mọi chuyện, cũng biết tam công chúa đang phải chịu đau mà không dám kêu. Ngôn vũ bay đến bên cạnh hứa quân giao trưng ra khuôn mặt ngập tràn sùng bái. Hứa quân giao giả vờ khóc thêm vài tiếng, sau đó thở dài ở trong lòng. Tuy đây là chiêu cũ nhưng dùng vẫn tốt chán. Thêm nữa bây giờ bản cung vẫn là một đứa bé ngây thơ trong sáng dễ thương cho nên tác dụng càng tăng lên gấp bội ngôn vũ nhìn đứa bé ngây thơ trong sáng một cách kính nể ánh mắt không khỏi sáng rực phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn